tất cả các bạn thì sau đây sẽ là clip về bài tập 3. Kết nối quy điều khiển với 3 nút nhấn up, down và start cùng với hai led 7 đoạn. Yêu cầu của đề bài là ban đầu sẽ sử dụng hai led 7 đoạn để hiển thị số 5. Khi người ta nhấn up thì đơn vị sẽ tăng lên 1, nhấn down thì đơn vị sẽ giảm xuống 2. Và phạm vi hiển thị của hai led 7 đoạn này nằm trong giới hạn từ 5 cho đến 15. Nhấn start thì hai led 7 đoạn đang hiển thị số bao nhiêu thì sẽ nhấp nháy bấy nhiêu lần sau đó. Yêu cầu đầu tiên sẽ là vĩ mạch. Để kiểm thời gian clip thì mình đã có chuẩn bị sẵn một mạch trong Roteus. Ở đây bao gồm nút nhấn reset, ta đang sử dụng là 10V. Kết nối 3 nút nhấn up, down và start vào bọc E, E0, E1 và E2. Và kết nối hai con led 7 đoạn loại anode chung. Chân chung nối với VCC. Con led hàng chục thì ta chỉ kết nối với loại bọc C, led hàng đơn vị thì ta chỉ kết nối với loại bọc D. Với yêu cầu thứ hai đó là vỉ lưu đồ, thì ở đây mình đã chuẩn bị cái lưu đồ. Thì đầu tiên ta sẽ là khai báo thư viện, khai báo biến, cấu hình các vọt, viết chương trình con cho chương trình. Bước tiếp theo sẽ là cho biến đếm hàng năm sức giá trị đếm này ra hai con led 7 đoạn. Và tiến hành kiểm tra nút nhấn up. Nếu mà có nhấn up thì ta sẽ thực hiện chương trình con up. Nếu không thì kiểm tra nút nhấn down, thực hiện chương trình down. Nếu không nhấn down nữa thì ta sẽ kiểm tra nút nhấn start để thực hiện chương trình con start mà ta đã biết. Nếu nút nhấn start này không nhấn thì ta sẽ quay lại kiểm tra lại từ đầu. Sau đó cuối cùng ta sẽ giải mã led 7 đoạn và xuất giá trị của cái biến đếm mà ta đã điều chỉnh ra hai con led 7 đoạn hàng chục hàng đơn vị. Và kết thúc chương trình và quay lại tập lại từ đầu. Bước tiếp theo của chúng ta sẽ là viết chương trình. Ở đây mình sẽ tiến hành giải thích chương trình mình đã viết sẵn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thư viện, ví dụ delay block là 10 m. Đồng thời chúng ta sẽ define 3 chân nút nhấn, đó là up, down và start. Up sẽ là chân E0, down chân E1 và nút start sẽ là chân E2. Ta sẽ khai báo một cái mảng mã 7 đoạn bao gồm 10 phần tử. Ở đây chính là các số từ 0 cho đến 9. Sau đó chúng ta sẽ khai báo hai cái biến size int 8, biến y và biến đếm. Thì ban đầu thì gắn cái biến đếm là bằng 5 như yêu cầu của đề bài để hiển thị số 5 lúc ban đầu. Tiếp đến ta sẽ viết cái chương trình con để hiển thị hai con led 7 đoạn này. Để hiển thị hai led 7 đoạn này thì ta cần nhập vào cái biến để hiển thị. Lát ta sẽ nhập biến đếm vào để hiển thị lên hai con led 7 đoạn. Thì ở đây chúng ta sẽ đặt một trường hợp if nếu cái biến mà đã nhập vào nó là không XFF thì ta tiến hành tắt hai led, tất cả hai led 7 đoạn output C và output D được là không XFF. Còn nếu không khác không XFF nghĩa là chỉ hiển thị số thì ta sẽ output C và output D. Output C sẽ là mã 7 đoạn. Biến số 1 của chúng ta chia cho 10 lấy phần nghiêng và chia cho 10 lấy phần dư. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy hàng chục. Và bọc D chúng ta sẽ lấy hàng đơn vị. Tiếp theo sẽ là chương trình con cho phía nhóm up. Ở đây phía nhóm up chúng ta còn có chương trình chống dội. Thì chúng ta sẽ thực hiện chống dội và đồng thời kiểm tra biến đếm này có bí hơn 15 hay không để giới hạn. Biến đếm của chúng ta trong phạm vi là từ 5 cho đến 15. Thì sau khi chống dội thì ta sẽ cho biến đếm tăng lên.
một đơn vị ra đếm đếm ngọc đếm đếm vòng cộng chờ nhả phím. Còn chương trình của chương con của phím nhấn đao thì cũng tương tự, thay vào đó chúng ta sẽ rằng điều kiện là biến đếm này phải lớn hơn 6, và khi nhấn phím đao thì biến đếm này sẽ trừ trừ bằng 2, nghĩa là trừ 2 đơn vị chờ nhả phím. Tiếp đó chính là phím nhấn star, thì đối với phím nhấn star này chúng ta sẽ không cần chống dội vì phím nhấn star này chỉ có một chức năng duy nhất. Điều khi ta nhấn star này nhiều lần cũng thì nó cũng sẽ có chức năng như là nhấn phím star này một lần, cho nên chúng ta sẽ không cần thiết để chống dội. Thì ở đây chúng ta sẽ cho một vòng for chạy và biến y chạy từ không cho đến y biến không biến đếm. Thì chúng ta ban đầu chúng ta sẽ tắt tắt led, tất cả hai led như là xuất 0xFF hiển thị ra hai led bảy đoạn, và sau đó chúng ta sẽ xuất cái giá trị của biến đếm hiển thị trên hai led bảy đoạn, đồng thời delay 200 ms giây để chúng ta có thể nhìn thấy. Thì đi vào qua main thì chúng ta sẽ tiến hành set tick bột C bột D là ngõ là output, nghĩa là ngoài ra còn switch bọc E dành cho nút nhấn là ngõ vào. Thì trong Python ta chỉ cần gọi ba chương trình con chúng ta đã viết phía bên trên, và đồng thời gọi chương trình hiển thị ALEP 7 đoạn và nhập biến đếm vào trong. Chúng ta sẽ tiến hành nạp chương trình này vào phòng mô phỏng để kiểm tra kết quả. Đây ban đầu theo đề bài thì ALEP 7 đoạn hiển thị số 5, chúng ta nhấn up thì sẽ tăng lên một đơn vị. Giới hạn trên sẽ là 15 và nhấn down sẽ là giảm 2 đơn vị. Giới hạn dưới sẽ là 5. Đây chúng ta sẽ cho lên là 6 lần. Ví dụ 6 lần chẳng hạn, sau đó chúng ta sẽ nhấn start. Chúng ta thấy ALEP 7 đoạn nhấp nháy 6 lần. Ví dụ tiếp theo chúng ta cho nó lên 8 chẳng hạn, và chúng ta nhấn start thì nó hai cái ALEP 7 đoạn sẽ nhấp nháy 8 lần. Thì ở đây ta sẽ tiếp tục thử nhấn up. Thấy nó sẽ tăng lên một đơn vị. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sau khi được giá trị 15 thì ta có tiếp tục nhấn up nữa thì giá trị nó cũng không thay đổi, nó vẫn là 15. Khi mà ta nhấn down đây thì khi ta nhấn một lần down nó trừ xuống hai giá trị 13, tiếp tục nhấn là 11, 9, 7, 5. Thì sau khi xuống tới 5 thì ta tiếp tục nhấn down thì giá trị của nó cũng sẽ không giảm xuống nữa. Người ta nhấn start thì sẽ nhấp nháy. Ở đây số 5 thì nó sẽ nhấp nháy là 5 lần. Nhấp nháy 7 lần. Mình sẽ thử tất cả các trường hợp cho các bạn. Ở đây bằng chính thì ta sẽ đếm thử nó nhấp nháy bao nhiêu lần. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nó nháy đúng 9 lần. Thì ở đây ta chú ý cái phần code. Vâng, bài đọc đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.